Chào quý vị, hôm nay sau các cái video giới thiệu về cái máy lọc nước mà có khả năng là lọc nước vùng ngập lụt, lọc khẩn cấp cái nước vùng ngập lụt tại chỗ đấy để cung cấp ra được nước sạch sinh hoạt và thậm chí có thể uống luôn được, để làm cái giải pháp để lo về cái nước cái những cái ngày ngập lụt hoặc là bị cô lập bởi vùng lũ ấy. Thì là hôm nay tôi xin tổng hợp lại. Tức là như cái video mới nhất gần đây tôi đã giới thiệu quý vị là cái lõi 10 in này, lõi Forever, tôi đặt tên là Forever, có nghĩa là mãi mãi, là vĩnh cửu. Thì là chỉ một lõi thôi nó đã có khả năng, nó đã lọc được cái nước ruộng, đây là nước lấy ngoài ruộng nhé quý vị nhé. Thế nó có khả năng nó ngăn được kim loại nặng này, nó ngăn được vi khuẩn, vi trùng để cho ra cái nước sạch ta uống. Thậm chí các cái thuốc bảo vệ thực vật và cái thuốc trừ sâu trong này là tôi đã mang phân tích rất nhiều lần là không còn nữa. Ra đến cái cốc nước uống là không còn nữa. Đó. Và tổng hợp lại thì giới thiệu quý vị là cái lõi 10 in này nó nằm ở trong cái cốc 10 in đây. Đấy. Trong cốc ba trong cái máy ba cốc đây, ba lõi đây. Thế thì nó đi phân tích thì cái mao quản lọc của cái công nghệ sợi rỗng này là nó từ 12 tới 17 nanomet. Đó. Tức là 0,12 cho đến 0,17 micromet quý vị nhé. Và cho tới cho mắt thường của chúng ta, con người chúng ta thì có khả năng là phân biệt được các cái vật thể mà nó có cái kích thước là trên 30 nanomet. Đấy, còn dưới 30 nanomet là hầu như là mắt chúng ta không nhìn thấy nữa. Thế vì sao điều này giải thích vì sao là có những cái thí nghiệm người ta phải dùng đến những cái kính hiển vi khuếch đại lên hàng 5.000 lần, thậm chí tới 50.000 lần thì để phát hiện những cái con vi khuẩn vi trùng ở trong nước. Đấy là tôi nói qua quý vị về cái kỹ thuật phân tích và nhận biết nước là như vậy. Thế còn quay trở lại là chủ đề hôm nay là tôi muốn giới thiệu quý vị là một cái máy nhỏ bé thế này thôi. Chiều cao có khoảng 45 phân. Đây. Chiều bề rộng của nó có khoảng 40 phân. Đây, chừng khoảng 2 găng tay thôi. Đấy, và bề dày của nó thì chỉ khoảng 20 cm, tức là vào khoảng bề một găng tay này. Thế và cái năng lực của nó có thể là xử lý nước, lọc sạch nước cho sinh hoạt cho toàn thể gia đình. Tôi đặt là cái tên là lọc nước trước bồn. Thế tuy gọi là lọc nước trước bồn vậy thôi nhưng mà có thể là đặt sau bồn cũng được. Cái bồn chứa, cái téc chứa khi đó nó là cái nơi trung gian chứa cái nước nguồn ta bơm lên và sau đó nó chảy qua cái bộ máy lọc này xuống dưới hoặc vào cái đường nước mà cấp nước cho ta dùng ở nhà bếp, nhà vệ sinh, vòi rửa bát, thậm chí qua máy lọc nước uống, vân vân. Thế thì cái năng lực của nó đến đâu? Với cái năng lực của cái lõi tôi đã chứng minh được là nó ngăn được mà nó chặn, công nghệ là chặn tuyệt đối nhé, công nghệ bốc thấm chặn tuyệt đối, chặn được kim loại nặng, chặn được vi khuẩn vi trùng. Cho nên là nếu dùng cái máy này mà ta dùng cái thiết bị này mà ta lọc cái nước sinh hoạt toàn gia đình thì yên tâm là tôi đã phân tích tương đối nhiều cái khá nhiều cái phiếu phân tích ở các cái cơ quan chức năng như là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, như là Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm của Bộ Y tế. Thì là từ cái nước, dòng nước thải tôi lọc ra mà đã đạt được đến cái kết quả nước tương đối tốt, đạt đến tiêu chuẩn nước sinh hoạt rồi. Thì ta nếu ta đặt ở gia đình thì quý vị yên tâm là gia đình ta sẽ có được một cái nguồn nước đảm bảo vệ sinh gần như tuyệt đối. Đấy, có thể uống luôn được. Ngay trên bồn thì tôi nghĩ là ngay sau máy này là uống luôn được. Nhưng tôi khuyến cáo là tốt nhất ta vẫn cứ đun sôi để nguội để uống. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ khoa học đã nghiên cứu, đã tìm thấy là rất nhiều cái hạt vi nhựa ở trong cái nước đóng chai, đóng bình, thậm chí ở Mỹ cũng có. Đấy. Kết quả nghiên cứu ở Mỹ cho thấy là trong một lít nước là có tới 24.000 cái mảnh vi nhựa, hạt vi nhựa trong nước như thế. Thế thì nếu mà quý vị dùng cái máy này, tôi đặt cái máy là Forever, thì là dùng cho lọc nước sinh hoạt gia đình thì sẽ rất đảm bảo cho gia đình ta có một cái nguồn nước là tốt. Nước huyền phù lơ lửng ở trong nước nó lọc được thì các cái nguồn nước khác như nước giếng khoan, nước giếng khơi, nước sông, nước mương, kênh mương thủy lợi, nước hồ ao là đều có thể lọc được để cho gia đình ta một cái nguồn nước sạch. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại. Mong quý vị là nếu thấy thú vị thì quý vị cho chia sẻ, cho một like và chia sẻ video. Xin cảm ơn, xin hẹn gặp lại.